Đây là giữa đồng luôn các bạn. Ê. Bay kìa, hồi không té à. Bay luôn rồi. Đâu thấy đường đâu bay. Chào bạn nha. Nay mình đi bắt chim bạn ơi. Đi nãy giờ không thấy con nào cho nên nay mình ra đất ruộng đi bắt chim tiếp tục. Rồi sẵn hôm nay mình sẽ thử cái con Eken H5S này luôn các bạn. Coi hình ảnh nó làm sao chứ giá 2 triệu mấy thì cũng tạm ổn thôi chứ không có đẹp đâu. Nhưng mà mình thử coi nó hình ảnh của nó có nét không các bạn. Nay mình đi cố tình là chỉ thử con, chủ yếu là để thử con Eken. Giùm đi bạn ơi. Đây mình đợi đây nè. Lúa này cắt cái chân rồi dịch chạy đồng quá nhiều luôn rồi. Cũng khó bẫy nữa nè. Đây các bạn, này giữa đồng nha các bạn. Đây này nó có con chim ở đây nè. Đội này nè. Giờ đấy mình lắm mình gài nha. Nãy đằng kia gài im lắm mà anh đi tới đốt mấy rồi. Đốt đông rồi. Mình gài đây luôn nè. Bỏ khói rồi bạn ơi. Đây nè. Đốt đông á. Mà nó cháy phiếu hết à. Mình gài các bạn. Đây, gài xong rồi nè. Đây nha. Nhìn cái chỗ nào mình đặt máy đây nha. Đây các bạn.
chăm cho nó mới nước mới được. Đây người ta đang đúc đọc. Này nha. Quá đã bạn ơi. Chính nha. Chị mới mất vàng rồi bạn ơi. Đây các bạn. Quá đã. Đây các bạn. Đây nha. Đó là đây là giữa đồng các bạn. Bay rồi, hồi cũng té à, bay luôn rồi, đâu thấy đường đâu bay. Rồi, quá xa luôn bạn ơi. Xuống luôn rồi. Đi lượm lại bạn ơi, nó bay bay luôn rồi. Mình thấy nó không thấy đường bay rồi, giờ nó bay vù vù rồi. Đâu luôn rồi. Đây nè. Các bạn ơi. Từ đẳng quay vào tới đây luôn rồi. Đây thấy đường đầu bay. Nè. Tẩu thoát, định tẩu thoát. Mình tính nó bay không được, tính nó không thấy đường bay, hỏi nó bay đại. Nó bay hỏi nó cũng té à. Quá mệt bạn ơi. Đây các bạn. Chạy giờ quá trời mệt luôn rồi. Bạn xem mà thấy hay thì like, share, đăng ký ủng hộ mình nha. Ô từ kia mà nó bay, bay miệt, miệt đây, bay ít xa lắm. Nó bay đảo mấy vòng mà đâu thấy đường bay đâu. Đội cái nón lên này, hết thấy đường bay rồi. Rớt bạch xuống. Thì còn đây con nữa các bạn. Đó ăn con kìa, cái cây này nữa. Cây đó có con lắm á. Đây nha các bạn. Anh em nào muốn chơi thì liên hệ mình nha. Nay bẫy được con này thôi, nhưng mà mình để tới chứ mình không đi bẫy nữa đâu bạn ơi. Để cho nó tiếp nông dân bắt lúa, bắt chuột đi, mình bẫy hoài rồi không còn chim để diệt chuột. Đấy, anh em xem thấy hay thì like, share và đăng ký ủng hộ mình nha. Đây nè, này quá nắng nè. Thôi video ở đây kết thúc các bạn. Chào các bạn nha.